Hell's business here in Vietnam is similar to other sites around the world. We're called an assembly test factory. We take wafers from our fabs that are located in Israel, Ireland, the United States, and even our newest one in Dalian, China. Those wafers are sent here. We take each of the individual die off. We attach those to a substrate in what we call the assembly part of our process. And then we do rigorous testing because the products that come out of our factory actually get shipped to our end customers, who then build fun things like PCs and smartphones and all kinds of electronic devices. We were committing $1 billion to build the state-of-the-art facility here in Vietnam. When we're full, we'll have more than 4,000 employees on the site. And that's a broad range of talent, everything from technicians for our factories to engineers, to finance, staffing, HR professionals. So we're working to localize as much of our supply chain as we can, really working with the government to bring up new capabilities in the country as well. Part of our culture is really giving back to our communities through what's called Intel Involved. So each year we give back thousands and thousands of hours to the communities where we work, live, and play each and every day. Hiện nay đối tượng sinh viên mới ra trường chiếm khoảng 60% tổng số nhân viên của công ty, cho nên công ty Intel Việt Nam là một công ty rất trẻ và đầy nhiệt huyết. Để tham gia vào đội ngũ nhân viên của công ty thì đối với cái vị trí kỹ thuật viên sản xuất, đối tượng tuyển dụng khá là đa dạng. Chúng tôi sẽ lựa chọn từ các bạn ứng viên phù hợp nhất với một số các tiêu chí như sau. Về mặt học vấn, các bạn có thể tốt nghiệp từ các trường cao đẳng học 3 năm hoặc là các trường trung cấp học 2 năm. Và các trường dạy nghề học dưới 1 năm. Ngành học cũng không hạn chế, tuy nhiên là nếu như các bạn học về ngành kỹ thuật thì các bạn sẽ được ưu tiên hơn một tí. Đối với các bạn tốt nghiệp phổ thông trung học, tuy nhiên có cái kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất sản phẩm điện tử thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành chọn lọc và lựa ra những người phù hợp nhất. Tùy thuộc vào cái trình độ học vấn cũng như là kinh nghiệm của các bạn thì chúng tôi sẽ bố trí công việc phù hợp nhất cho các bạn để các bạn có thể làm việc cũng như là phát triển bản thân một cách toàn diện nhất. Còn đối với cái vị trí kỹ sư thì chúng tôi tập trung vào các cái lĩnh vực như sau, đó là điện tử, cơ khí tự động hóa. Ngoài cái kiến thức nền cơ bản vững chắc, các bạn cũng cần phải có cái khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, khả năng làm việc nhóm hiệu quả và cái tinh thần tự học thật là cao. Thì 2 năm học ở trường đại học Portland không những cho cung cấp cho em những kiến thức rất là tốt về kỹ thuật để trở thành một kỹ sư điện giỏi, mà còn cung cấp cho em rất nhiều những kiến thức về kỹ năng mềm để sau này khi mà em trở về làm việc ở Intel là một công ty toàn cầu thì em có thể ứng dụng rất nhiều về cách phân tích vấn đề, xử lý vấn đề để giải quyết công việc một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Đối với mình, mỗi ngày làm việc ở Intel là mỗi ngày thú vị, khác nhau. Mình có cơ hội làm việc với các đồng nghiệp ở Việt Nam và kết nối cùng làm việc với các kỹ sư và đồng nghiệp tại các nhà máy khác, Intel khác trên toàn thế giới. Mọi người thường nghĩ rằng con gái học kỹ thuật đã khó, làm trưởng nhóm lại càng khó hơn. Nhưng mình nghĩ với khả năng và nỗ lực bản thân cùng với sự đào tạo chuyên nghiệp và môi trường làm việc bình đẳng tại Intel giúp mình có cơ hội phát triển bản thân và trở thành một chuyên gia kỹ thuật tại Intel. Khi là một nhân viên mới của Intel, tùy vào công việc và vị trí mà bạn sẽ có được một cái kế hoạch đào tạo để giúp bạn hòa nhập vào công việc mới và môi trường mới một cách hiệu quả nhất. Ngoài sự hướng dẫn tận tình của quản lý trực tiếp thì bạn cũng được sự giúp đỡ của những đồng nghiệp có kinh nghiệm để giúp bạn làm quen với môi trường mới và công việc mới. Thì chúng tôi cung cấp các khóa học Anh văn dành cho tất cả các nhân viên tùy theo nhu cầu, từ trình độ căn bản cho tới nâng cao. Intel luôn luôn khuyến khích nhân viên không ngừng phát triển chuyên môn của mình, cho nên Intel có những chương trình hỗ trợ về tài chính cho nhân viên có kết quả làm việc tốt
và muốn học nâng cao trình độ để lấy những bằng cấp cao hơn bằng cấp hiện tại. Intel có hơn 2.000 khóa học trên mạng của Intel để giúp các bạn học hỏi thêm những kỹ năng mềm, kỹ năng kinh doanh, quản lý và kiến thức kỹ thuật. Công nghệ không ngừng phát triển và Intel thường xuyên có những sản phẩm mới. Và đây là những lúc mà bạn có cơ hội để được gửi đi nâng cao tay nghề tại các nhà máy Intel ở tại các nước như là Malaysia hoặc là Trung Quốc. Nhà máy Intel là một nhà máy công nghệ cao với trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại, môi trường làm việc trong nhà máy sạch lý tưởng vì chúng tôi sản xuất những bộ vi xử lý bao gồm rất nhiều mạch bán dẫn siêu nhỏ. Do đó, môi trường nhà máy phải đảm bảo không được có bụi bẩn. Điều này cũng có nghĩa là phải có sự kiểm soát nhiệt độ để có được nhiệt độ môi trường đồng nhất. Mơ hồi nhỏ của tôi là trở thành một giáo viên. Và khi tôi trở thành một sinh viên thì một phần nào đó tôi cũng đã hoàn thành được ước mơ này là bằng các chương trình hoạt động tình nguyện, ví dụ như đi dạy cho các em ở lớp học tình thương. Và khi đi làm, tôi những tưởng rằng là mình phải ngưng các hoạt động này lại bởi vì tập trung nhiều thời gian hơn cho công việc của mình. Nhưng mà khi vào Intel rồi, tôi mới biết được rằng là ở công ty Intel họ có rất là nhiều các chương trình tình nguyện để phục vụ cộng đồng, như là đi sân trường, trồng rừng, đi dạy anh văn, dạy vi tính. Và tôi đã tham gia vào những chương trình đó và tôi cảm giác rất là vui khi mà mình vừa được đi làm, bảo đảm cho tương lai của mình mà vẫn tham gia được các công việc yêu thích của mình. Đối với công việc hàng ngày của kỹ thuật viên, ngoài việc vận hành máy thì tôi cũng đảm nhận trách nhiệm là bảo trì máy, và khi máy có hư hỏng thì sẽ cùng tham gia với kỹ sư để sửa chữa máy. Đối với các lợi ích của Intel dành cho nhân viên thì ngoài các bữa ăn chính thì Intel cũng cung cấp thêm các như là trái cây và các nước uống. Và hàng quý thì Intel có tổ chức các bữa tiệc dành cho nhân viên. Và trong năm Intel cũng tổ chức các bữa tiệc dành cho các thành viên của các gia đình được tham dự vào. Và đối với cơ sở vật chất của Intel thì Intel cũng xây dựng rất nhiều các phòng tập thể dục như thể hình và bóng bàn, pizza để chúng tôi có thể giải lao và thư giãn trong và sau giờ làm việc. Ấn tượng của tôi, ngoài cái tiện nghi, cơ sở vật chất giúp tôi cân bằng giữa công việc và giải trí sau giờ làm, thì Intel cũng có các chương trình chăm sóc sức khỏe cho bản thân tôi và gia đình. Điều đó giúp tôi yên tâm hơn trong công việc. Dạ, hiện nay thì em đang sống và được học tập ở Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ Em Tâm Bình. Và em mới vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, chuyên ngành về trung cấp kế toán. Và khi mà đi làm về thì mấy đứa nhỏ trong trường em thì lúc nào cũng hỏi em là chị Lan làm cho Intel sướng quá nha, sau này lãnh lương nhớ khao cho tụi em nha. Và cái điều em mong muốn cho mấy cái bạn trong mấy đứa nhỏ em trong trường của em thì em mong muốn là sau này các em của em cũng có một cái điều kiện làm việc tốt giống như là em vậy. Em là mong muốn là mình sẽ học hỏi thêm được nhiều từ Intel và muốn trở thành một kỹ thuật viên sản xuất giỏi. Và em sẽ đem những cái kiến thức đó, những cái kinh nghiệm làm việc, em sẽ giúp đỡ cho Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ Em Tâm Bình, nơi mà em đã từng sống và lớn lên. We truly value our employees. Again, through the Great Place to Work activities, we have many, many social clubs. We have great career opportunities, and especially since we're a growing site, many opportunities for our young employees to move up, whether it's up a technical ladder or whether it's up a people management ladder as well. Tôi là Intel. Tôi là Intel. Tôi là Intel. Chúng tôi là